Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ Siêu Nhân TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới nè các bạn ơi. Do là mình bận học quá cho nên là mình ra video nó hơi trễ. Thì ngày hôm nay á, là Play Together có ra một cái bản cập nhật mới. Không biết là mấy bạn đã cập nhật chưa. Thì hôm nay á, là ngày sinh nhật của Play Together đó mọi người. Không biết là mọi người có đoán được là Play Together của chúng ta được bao nhiêu tuổi chưa? À đúng rồi, Play Together của chúng ta được 2 tuổi rồi đó các bạn. Trời ơi, cũng rất là mau luôn ấy. Và do là ngày sinh nhật cho nên là Play Together cũng tặng lại cho chúng ta một cái món quà nho nhỏ. Đó chính là một cái mã code này mọi người. Thì đây chính là mã code, các bạn có thể ngừng video và các bạn nhập theo cái mã code này nha. Thì phần quà bao gồm là 3 hộp bốc thăm sinh nhật, một vé bốc thăm chủ đề và 100 xu 2 năm. Và mình đã nhận được cái mã code và mình đang nhận những cái món quà trong phần mã code nè. Ngoài ra thì các bạn còn nhận được một cái ưu đãi, đó chính là thời gian sẽ là từ lúc 12 giờ của ngày 13 tháng 4 cho đến lúc gần 12 giờ của ngày 30 tháng 4. Đối tượng ưu đãi sẽ dành cho những khách hàng lần đầu tiên thanh toán trên dịch vụ trên ZaloPay. Chi tiết ưu đãi là nhập mã game 50, các bạn sẽ được giảm 30% tối đa là 50k khi thanh toán qua ZaloPay. Có nghĩa là các bạn sẽ mua đồ trên ZaloPay thay vì các bạn mua trực tiếp trong game thì các bạn sẽ giảm được 30%. Nhưng mà lưu ý là cái này là chỉ dành cho những bạn nào mà lần đầu tiên thanh toán trên ZaloPay thôi nha. Trời đất ơi, nguyên một ngày hôm nay á mọi người, mình dành ra thời gian để mà mình làm nhiệm vụ á. Xong rồi cái mình mới chợt nhớ ra là mình quên quay video. Trời đất ơi, su cà na luôn các bạn ơi. Không biết là những bạn nào ngày hôm nay đã làm hết nhiệm vụ chưa. Thì mình thấy mấy cái nhiệm vụ này á, kiểu giống như là các bạn bấm vào á thì nó sẽ có hướng dẫn rất là chi tiết luôn, cho nên là không cần hướng dẫn lại luôn ấy. Và các bạn nhớ làm nhiệm vụ này xong các bạn nhớ xem quảng cáo nha, để cho có nhiều cái xu để cho mình đỡ tốn thời gian hơn đó mọi người. Thì đây chính là cái bảng sự kiện này, các bạn sẽ có thể là điểm danh để mà nhận được chiếc xe bánh kem á. Mình thấy chiếc xe bánh kem khá là đẹp luôn á mọi người. Thì đây chính là cái bảng điểm danh này, các bạn có thể online hàng ngày để mà điểm danh để nhận quà nha. Còn đây chính là cái phần thưởng mà khi mà các bạn đã có được xu rồi các bạn có thể đổi những cái món quà này. Và cái món quà cuối cùng đó chính là một cái UFO, gọi là UFO hay là cái đĩa bay vậy mọi người. Nói chung là một cái phương tiện để mà mình đi ấy. Thì do quá là xu mình quay video nhưng mà kiểu giống như là mình quên bấm nút quay á các bạn. Cho nên bây giờ không có cái video mình làm nhiệm vụ của Alien. Cho nên bây giờ là mình sẽ vô nhà của người ta để mà mình review nha các bạn. Và sau đó là mình sẽ đọc những cái bức thư mà của các bạn chúc cho game Play Together. Mình sẽ đọc một cái bức đầu tiên nha các bạn. Xin chào, lời đầu tiên chúc mừng sinh nhật Play Together 2 tuổi nhé. Thật ra mình chỉ mới tham gia game này vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 và được em mình chỉ vào chơi game chơi cùng. Mình vẫn chưa tìm được nửa kia của bản thân, nhưng mà mình tìm được những người bạn mới và rất dễ thương. Có một cô bé rất đáng yêu hay cùng mình tung hoành ngang dọc mọi trận game. Cũng có một cậu chàng trai đáng yêu chạy đuổi theo mình để cùng kết bạn. Mình nhớ nhất là ngày đến trường đi học. Rõ ràng đã tốt nghiệp nhưng kết quả cuối cùng vô game vẫn phải đi học. Ha ha. Rồi tối đến lại chơi zombie. Những lần đau tim chạy trốn khi bị zombie đuổi theo. Mấy lần chỉ còn 2 giây là mình win rồi. Cuối cùng lại thua mất tiêu. Thật là đau lòng nhưng vẫn vui lắm. Kỷ niệm của mình chơi với game không nhiều vì chỉ mới chơi được mấy tháng. Nhưng mình thật sự rất vui khi được các bạn cùng chơi game với mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng. Cảm ơn Play Together VNG, cảm ơn nhà phát hành đã tạo ra một sân chơi ảo tuyệt vời như thế này để cho những người xa lạ có thể có cơ hội quen biết và gặp gỡ nhau. Mình yêu tất cả mọi người. Rồi tới bức thư thứ hai là của một người bạn ẩn danh. Có thể nói đây là một chiếc game lâu nhất mà mình từng chơi, cụ thể là 2 năm. Mình nhớ là mình tải game vào lúc tháng 3 năm 2021. Thời điểm đó vẫn còn dịch bệnh nên hầu như mình không thể bước ra khỏi nhà hay tham gia bất kỳ hoạt động nào cả. Thật sự mình đoán không chỉ bản thân mà ai trong thời gian đó cũng đều chán nản và không có bất kỳ hứng thú vui nào. Cho đến khi mình tìm thấy game Play Together trong một lần dạo cửa hàng ứng dụng. Game cuốn hơn mình nghĩ rất nhiều, được update liên tục, trò chuyện rất nhiều người bạn trên đấy. Và bất ngờ hơn là mình có một nhóm bạn ở ngoài đời từ chiếc game này. Trước đến nay thì mình không bao giờ nghĩ mình sẽ có những người bạn ở ngoài đời từ mạng xã hội, thậm chí vô lý hơn là từ một game điện tử. Việc mình làm đó là đơn giản chỉ muốn tải một trò chơi nào đó về điện thoại để giải trí. Ấy vậy mà lại hữu duyên làm sao khi nhóm bọn mình tụ họp lại và cùng gặp nhau ở ngoài, cùng chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Và đến bây giờ bọn mình vẫn giữ liên lạc và online game đều đặn với nhau. Mình mong rằng game sẽ càng phát triển và tạo ra nhiều sự kiện để cho những người ủng hộ và trải nghiệm game như mình sẽ có thêm những niềm vui và được giải trí sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Chúc game Play Together ngày càng thành công. Rồi, một bức kỷ niệm tiếp theo. Xin chào Play Together VNG nha. Em là thành viên của team OMG. Hôm nay em thấy game có đề cập vấn đề về những câu chuyện vui buồn của chúng em trong lúc đồng hành cùng với game. Em cũng xin chia sẻ câu chuyện của mình. Phải nói em đến với game là nhờ một người bạn, rồi họ cũng từ từ ốp game. Một mình em đồng hành với game, các bạn mới cũng có, những bạn thật sự không tốt. Em cũng một mình được một thời gian rồi em gặp những anh chị lớn tuổi hơn. Em như tìm được những người bạn thân như trong gia đình của mình. Họ chia sẻ những buồn vui, họ cũng đồng hành với em, cùng nhau chơi game, gặp gỡ, nói chuyện với nhau, giúp đỡ nhau những lúc gặp nhiều trở ngại. Em biết nhiều người vẫn còn gọi game là thế giới ảo. Nó ảo nhưng tình cảm tụi em dành cho nhau là thật. Là thành viên của team OMG, em tự tin là tụi em có thể làm được những điều hay cho game. Hiện tại team OMG của chúng em có nhiều sự việc xảy ra, nhưng song bên cạnh đó cũng đã cho ra mắt nhiều video clip tham gia những sự kiện game cho hay liên quan tới những chuyện cuộc sống đời thường. Sự sẻ chia cảm thông lẫn nhau sẽ cho mọi người thấy được tụi em phát triển hơn nữa trong những dự định sắp tới. Em mong mọi người khi đọc được những dòng này, em mong anh chị, bạn bè, các em nhỏ sẽ đóng góp vui vẻ vào game Play Together VNG nha. Mới đây cũng sắp sinh nhật lần 2 của game rồi. Em mong game sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn, phát triển vững mạnh hơn, kết nối bền chặt hơn. Cùng nhau đón nhiều cái sinh nhật cùng game lâu hơn nữa nha. Em xin hết. Cảm ơn Play Together đã cho chúng em một sân chơi lành mạnh cho mọi người đều có thể tham gia. Mãi yêu Play Together VNG. Happy birthday Play Together VNG lên 2 tuổi. Rồi tiếp theo là một cái bức kỷ niệm nữa. Chào Play Together. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mới viết đôi lời tâm sự với game. Khi mà tôi biết đến game Play Together thì lúc đó cũng được ra mắt hơn 4 tháng. Lúc đó tôi vô tình có lướt trên TikTok, thấy họ up lên clip câu cá và một số trend điệu nhảy của game. Tôi thấy thật sự hấp dẫn và rất hay nên tôi có tải về. Ban đầu thì game rất đông và vô tình tôi phải chờ gần 3 giờ mới vô được game. Vì lúc đó anh lao công đang dọn dẹp thị trấn. Sau khi tôi đã hoàn thành xong công việc tạo tài khoản thì game có hướng dẫn một số thao tác cơ bản khi chơi game, nhưng không chi tiết và phần thưởng hấp dẫn như người mới chơi ở hiện tại. Tôi có đi câu cá, lúc đó câu được 3 vô thì trò chơi trường học, nhà ma zombie và vân vân. Dần dần tôi thích nghi được với game và cũng đạt được nhiều thành tích để up level. Tôi có hỏi những người bạn chơi trước về những thứ mà tôi thấy mới mẻ và cũng được giúp đỡ tận tình. Game cũng cập nhật nhiều thứ mới lạ, event cũng nhiều hơn, đa dạng, trang phục và phương tiện cũng free nhiều hơn. Tôi có kết bạn thêm nhiều bạn hơn và những lúc rảnh rỗi thì tôi lại vô game để câu cá và trò chuyện cùng với bạn bè. Tôi mong game sẽ ra được nhiều tính năng như là trồng trọt, nông trại hay là cho thú cưng đi quanh nhà, hoặc là vứt bỏ thức ăn không sử dụng, cũng như là mở voice chat với bạn bè để thêm gắn kết. Chúc Play Together càng ngày thêm nhiều tính năng thú vị và phát triển hơn nhé. Thân ái. Rồi một bức chia sẻ kỷ niệm cũng khá là dài đến từ một bạn có tên mình cũng khá là khó đọc luôn đó mọi người. Đây mình sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Xin chào game Play Together và tất cả mọi người. Mình muốn gửi đến mọi người một chút kỷ niệm đẹp của mình về game này. Quay lại về tháng 8 năm 2021, một năm mà không ai thích, một năm Covid khó khăn của tất cả mọi người, cá nhân mình cũng vậy. Trong khoảng thời gian cách ly tại nhà thì mình có xem TikTok và biết đến trend quẩy ba của game Play Together thì mình mới tải về và chơi thử. Và mình bị cuốn từ giây phút đầu tiên. Game rất là đa dạng từ trang phục và các hoạt động vui nhộn. Lúc mới chơi mình còn không biết mua cần câu ở đâu, rồi đến khi câu được một con cá to thì chạy đi khoe khắp nơi. Rồi mình bắt đầu quen biết được nhiều người bạn hơn. Ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian để vào câu cá cùng các bạn. Do thời điểm đó game bị quá tải nên có người vào được, người không. Anh lao công thì phải hoạt động liên tục, mỗi khi vào được game thì mình không dám out ra luôn. Haha. Ngày nào cũng chăm chỉ câu cá để bán có tiền mua nhà, mua xe, đi khoe với bạn bè. Thật sự thì game đã giúp cho mình được rất vui và tích cực hơn rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn. dịch cũng bớt đi và mọi người bắt đầu trở về với cuộc sống thực tại. Ai cũng đều bận rộn với cuộc sống của mình nên cũng ít online game hơn. Tuy là ít hơn lúc trước nhưng mà mọi người vẫn không quên khoảng thời gian vui vẻ câu cá cùng với nhau. Tối nào cũng hẹn giờ để chơi cùng nhau, câu cá, trò chuyện, chia sẻ cuộc sống mỗi ngày. Game giờ cũng sắp được lên 2 tuổi, nhanh thật đấy. Game ngày càng phát triển và có rất nhiều thứ thú vị và vui vẻ hơn. Nhưng mà mình vẫn không thể nào quên được khoảng thời gian đó. Tuy đơn sơ nhưng lại rất vui. Thật sự là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Mình giờ cũng không còn online nhiều như trước. Những người bạn của mình họ cũng không còn online nữa. Giờ thì chỉ còn lại mỗi mình. Tuy có hơi buồn nhưng mình cũng có thêm nhiều người bạn mới theo thời gian. Mình muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người vì đã chơi cùng mình và cùng nhau, cùng game Play Together tạo nên những khoảng khắc thời gian tuyệt vời. Mình xin kính chúc cho game này càng phát triển hơn và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Một lần nữa mình xin cảm ơn game Play Together và những người bạn, những người mà mình quen biết đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian qua để tạo nên một ngăn ký ức, một hành trình trang ký ức đi theo mình suốt đời này. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã bỏ thời gian ra để đọc một chút ký ức đẹp này của mình. Và mình cũng nghĩ chắc chắn các bạn cũng có một ngăn ký ức tuyệt đẹp về game giống như mình. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với nhau nhé. Sau khi mà mình đã đọc được những cái bức chia sẻ về những kỷ niệm của những người bạn mà đã chơi game Play Together thì không biết là các bạn có giống như những bạn đó không ha. Thì mình cũng giống y gan mấy các bạn đó luôn á các bạn. Cũng giống như là cũng có rất là nhiều kỷ niệm về game luôn. Nhìn vậy thôi mới thoáng qua mà đã 2 năm rồi đó, rất là mau luôn. Cho nên là những bạn nào mà còn chơi game được á thì các bạn hãy cứ tiếp tục chơi game đi nha. Vì sắp tới đây á, mình thấy còn rất là nhiều sự kiện mới mẻ và game cũng rất là update nhiều thứ rất là mới mẻ và hay ho luôn. Nói chung là nếu mà các bạn có thời gian rảnh á thì các bạn có thể là chơi game để mà ủng hộ game nè, để mà game có thể là phát triển ra nhiều cái mới hơn nữa. Rồi thì chắc video clip của mình cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây nha. Nếu như mà các bạn thấy hay á thì hãy nhớ cho mình một nút like nè, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video clip hay của mình nha. Bye bye mọi người.